Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Kính thưa cộng đoàn, mùa chay như chúng ta nói là mùa để chúng ta sống một đời cầu nguyện. Bài đọc thứ nhất trong sách Este ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là cầu nguyện là một nhu cầu của cuộc sống và là bản chất của tất cả mọi tôn giáo. Nói đến tôn giáo thì phải nói đến cầu nguyện, dù họ theo tôn giáo nào. Vì thế chúng ta có thể nói rằng là nếu không cầu nguyện thì không có đời sống tôn giáo. Tuy nhiên khi cầu nguyện, ngoài rất nhiều ơn chúng ta xin thì chúng ta được mời gọi xin ơn để chống lại kẻ thù. Kẻ thù nguy hiểm của chúng ta, như chúng ta đã nói đó, là ma quỷ. Và chúng mưu mô cám dỗ chúng ta. Như vậy cầu nguyện giúp chúng ta thắng vượt cám dỗ, thắng vượt ác thần. Và nói như chúng ta vẫn được nhắc nhở trong mùa chay, cầu nguyện thì giúp chúng ta sống cuộc chiến thiêng liêng, trong đó có sự trợ giúp của ơn Chúa để thắng vượt sự dữ. Tuy nhiên để có được ơn Chúa, hay nói cách bình dân để được nhậm lời, Chúa Giêsu qua bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy ba thái độ căn bản sau đây. Trước hết, chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào Chúa khi cầu nguyện. Chúa nói hãy xin thì sẽ được. Khi nói như vậy thì chúng ta thấy ở đây có lời hứa chắc chắn của Chúa. Nhưng đó là một lời hứa đòi chúng ta tin tưởng vào Chúa. Và cái khác về phía Thiên Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Nhưng về phía chúng ta thì khi cầu nguyện, chúng ta phải tin vào lòng thương xót của Chúa. Thực tế thì chúng ta chỉ cầu xin khi chúng ta tin vào Chúa. Chúng ta chỉ cầu xin khi chúng ta tin vào Chúa. Nói khác, cách khác, tin và mà chưa cầu nguyện thì chưa là tin thật. Xin nhắc lại là tin mà chưa cầu nguyện là chưa tin thật. Thành ra với lòng tin chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Thứ hai, để lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa thì chúng ta phải cậy trông. Lời Chúa hôm nay nói ai cậy trông sẽ không thất vọng. Chúng ta cậy trông, chúng ta hy vọng bởi chúng ta tin vào tình yêu, lòng nhân từ ái tốt của Chúa. Và như Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay, chẳng người cha nào lại lấy của giữ mà cho con cái mình. Không người cha nào lại lấy đá, lấy bọ cạp, lấy rắn mà cho con cái mình khi chúng kêu xin. Ngoài ra thưa anh chị em, khi cầu nguyện, điều thứ ba mà là một điều kiện rất quan trọng, chúng ta ít rất khi để ý, đó là khi cầu nguyện thì chúng ta phải thực hành bác ái. Nói cách khác, khi cầu nguyện chúng ta cần sống điều mà chúng ta cầu xin. Nếu chúng ta ăn chay, nếu chúng ta dọc lòng sám hối để cầu xin thì đấy là điều kiện để chứng tỏ lòng tin của chúng ta. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta phải thực hành cái điều chúng ta cầu xin. Khi chúng ta xin Chúa những điều tốt lành thì chính bản thân chúng ta phải sống tốt lành đã. Và khi làm như vậy thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa.
Mùa chay thưa anh chị em là mùa tập luyện trong cuộc chiến thiêng liêng bằng cách ăn chay, cầu nguyện cùng với việc lành, làm việc lành phúc đức. Do đó chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hôm nay biết sống đời cầu nguyện trong sự hãm mình, trong sự ăn chay, nhất là trong tinh thần bác ái, để nhờ đó lời cầu nguyện của chúng ta đẹp lòng Chúa và sinh ơn ích cho phần rỗi của chúng ta. Amen.